Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Subaru Giải Phóng. Hôm nay Ánh Ngọc sẽ đem đến các bạn những thông tin về chương trình ưu đãi của Subaru Forester. Tháng 1 này Subaru Forester có những ưu đãi gì? Hãy cùng Ánh Ngọc khám phá nhé! Đối với phiên bản tiêu chuẩn Forester 2.0L, giá niêm yết là 1 tỷ 128 triệu, bây giờ chỉ còn 959 triệu, ưu đãi lên tới 169 triệu. Đối với Forester 2.0ES, giá niêm yết là 1 tỷ 218 triệu, giảm tới 109 triệu, chỉ còn 1 tỷ 109 triệu. Bên cạnh đó còn được tặng màn hình đa phương tiện có kết nối Android Auto và Apple CarPlay cùng với hệ thống quan sát toàn cảnh camera 360 độ, trị giá lên tới 50 triệu đồng. Cuối cùng là phiên bản Forester 2.0 ES EyeSight. Phiên bản có trang bị công nghệ hỗ trợ an toàn cho người lái, công nghệ EyeSight với giá niêm yết là 1 tỷ 288 triệu, giảm ngay 69 triệu và được tặng màn hình đa phương tiện có kết nối Android Auto và Apple CarPlay. Ngoài ra, bên cạnh những ưu đãi trên, Subaru Forester còn được bảo hành lên tới 5 năm hoặc 100.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước. Để hiểu rõ và trải nghiệm thực tế hơn những tính năng khác của chiếc Forester, xin mời quý vị và các bạn ghé thăm đại lý Subaru Giải Phóng để lái thử và cảm nhận. Địa chỉ 805A Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Subaru Giải Phóng để theo dõi thêm những video khác của Ánh Ngọc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!